Rồi đây của ta này. Chia nha, con cho cá với cho mít ăn nha. Bây giờ con mới nhớ. Thế là em mít con uống sữa. Thầy cho em mít uống sữa, còn con với cá với mì nha. Ủa, mẹ ôm em mít tí nha. Con quay lại cho em mít xem đi. Em mít ơi, nhìn mẹ rất là cá. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Mít làm sao à? Hả? Mít đang buồn ngủ. À, em Mít buồn ngủ hả? Em đang đây, con nằm xuống đi. Con nằm xuống để cho em Mít nằm, em Mít ở trên bụng. Thì con phải nằm xuống hả? Em Mít sắp ngủ rồi. Đói quá. À, ca ngủ đi ca. Ừ, vất vả cả một ngày chăm em rồi, bây giờ ca đi ngủ đi nha. Ừ. Tối rồi. Ừ, này. Cái tay con bị làm sao đây? Hả?